kính thưa tất cả quý khán thính giả, góc nhìn hoàng duy hùng kênh hai từ ecoport vendo thủ đô hà nội nước việt nam thưa quý khán thính giả khi tôi quyết định quay về với tổ quốc tôi dự trù rất nhiều người ở trong nước cũng như những người ở bên hải ngoại sẽ chống đối tôi chuyện đó là chuyện bình thường vì dám chơi dám chịu tôi về trong nước này khoảng 3 năm thì những người không ưa thích dựng chuyện ngày đêm tấn công tôi nhưng tôi không có quan tâm vì đối với tôi những người đó không có đủ tầm và không có đủ gan. Những người đó toàn là những người tôi gọi rằng là cặn bã của xã hội. Còn ở bên phía hải ngoại, những người bạn cũ của tôi tấn công tôi cho rằng tôi là kẻ thù nguy hiểm nhất bây giờ vì tôi xuất thân từ bên phía họ, hiểu họ nên họ tấn công tôi ngày đêm thì tôi cũng không có lấy gì làm lạ. Nhưng trong những ngày qua có những người ở cùng trang lứa với tôi hoặc là những người nhỏ tuổi hơn tôi khoảng chừng 5-10 tuổi tấn công tôi thì tôi muốn thưa chuyện với họ một vài điều không phải là để tranh cãi với họ nhưng để cho họ hiểu hơn tại sao tôi quay về với tổ quốc những người đó nói rằng ôi tôi về với tổ quốc là vì tôi không còn sống được ở bên mỹ họ muốn nói điều đó cũng không sao nhưng tôi quyết tâm quay về với tổ quốc không phải là bây giờ mà là khi tôi còn là nghị viên của thành phố houston tôi là nghị viên đầu tiên nơi đó và khi ấy tôi còn là một luật sư đang hành nghề người mà tấn công tôi đó đã từng đến tôi nài nỉ tôi làm luật sư dùm tôi giúp đỡ không công đấy nhưng tôi không có công khai ra đại diện là tại vì tôi biết cả hai người người chồng và người vợ như thế thì khi tôi ra đại diện tiếng anh gọi là conflict of interest Người đó mà ngồi nói xấu tôi đó Thì không còn gì nữa để mà nói Người đó biết khả năng của tôi Nhưng là một luật sư có lương tâm tôi không muốn đeo tên Không muốn nói sâu về vấn đề đó Rồi người đó cộng tác với những người khác Nói rằng ôi cờ đỏ sao vàng là cờ máu Cờ đỏ sao vàng mới là cờ tổ quốc cờ này đã quy tụ các đảng phái đứng chung để mà có cách mạng tháng 8, lập ra chính phủ liên hiệp vào năm 1945. Đứng dưới cờ này có Nguyễn Hải Thần, đứng dưới cờ này có các lãnh tụ của phe quốc gia trong đó khi ấy trong chính phủ liên hiệp thì có bộ trưởng bộ ngoại giao là ông Vũ Hồng Khanh của Việt Nam Quốc dân đảng đó. Các đảng phái đã đứng dưới cờ này Thế tại sao lại nói rằng là cờ máu được Nếu nói là cờ máu Thì cha ông của mấy người đứng dưới cờ này Là những người mang nợ máu với dân tộc Việt Nam à Còn cờ vàng ba sọc đỏ là cờ thừa kế lại cho cờ vàng ba sọc xanh Cờ vàng ba sọc xanh được ra đời là do thống đốc Đọc Lier vào ngày 1 tháng 6 năm 1946 khi thấy Chủ tịch Hồ Chí Minh qua phong để họp hội nghị thì ở trong Nam ông ấy mưu đồ muốn chia để trị thành lập ở trong Nam Cộng hòa Nam Kỳ tự trị lấy cờ vàng ba sọc xanh làm quốc kỳ chinh phụ ngâm làm quốc ca cho nên thời xưa người ta gọi cờ vàng ba sọc xanh là cờ sốt rét tới năm 1949 khi thấy ông bảo đại từ hồng kông về thì bên phía của pháp mới giao cờ vàng ba sọc xanh cho ông bảo đại giao chính phủ nam kỳ tự trị đó để ông bảo đại biến gọi là chính phủ quốc gia thì từ cờ vàng ba sọc xanh biến thành cờ vàng ba sọc đỏ đó chính là cờ nô lệ cho nước pháp vậy thì cờ nào là cờ chính nghĩa cờ nào là cờ của tổ quốc cờ đỏ sao vàng là cờ của tổ quốc cờ vàng ba sọc xanh là thừa hưởng của cờ đế quốc thực dân pháp mà những người có đầu óc nô lệ tôn sùng Tôi trả lời như thế rồi nói rằng là theo cộng sản tàn ác thế thì những chuyện mà như là mỹ đã vào ở tại tỉnh quảng ngãi được lệnh vào trong làng mỹ lai bất cứ một gì còn động đậy là giết hết con gà con chó con heo là giết sạch già trẻ lớn bé ở trong làng mỹ lai khoảng chừng 700 người là giết luôn đàn bà con gái là hiếp dâm tập thể có những người phụ nữ 21 tuổi đang mang thai đã bị lính mỹ hiếp dâm tập thể loài bào thai ra ngoài chết luôn Trẻ con 3 tuổi thì họ sẽ họ đập đầu vào trong cây để chết. Thì đó có phải là tội ác chiến tranh ghê tởm nhân loại không chấp nhận được hay không? Trước đây tôi cũng giống như những bạn không hiểu và bị tuyên truyền che mắt. Nghĩ rằng Cộng sản Việt Nam là gì đó cũng cũng làm theo những cao trào gì của Cộng sản quốc tế. Nhưng tôi về đây mới biết rằng đảng cộng sản việt nam rất là nhân văn rất là dân tộc đương nhiên cũng có những tiêu cực nước nào cũng có đảng nào cũng có nhưng so sánh giữa tiêu cực và tích cực thì tôi thấy tích cực nhiều hơn nhiều đó là nguyên do tại sao tôi từ bỏ tất cả bên đó cả chức nghị viên mà các bạn biết rồi văn phòng của tôi tất cả mọi chuyện bên đó là vì tôi thấy chính nghĩa tôi về với chánh nghĩa. Còn các bạn bây giờ nó không biết gì hết chửi bới tôi thì như bà chị dâu của tôi gửi clip cho tôi bảo tôi xem đi tôi nói không cần. Tôi thấy tội nghiệp cho các bạn chứ không phải tội nghiệp cho tôi. Các bạn thấy đi 50 năm tới nơi rồi mà bên đó lúc nào cũng chửi bới chụp mũ lẫn nhau chả làm được cái gì hết không có nói được một tiếng nói tích cực thì làm gì mà có tương lai cho con cháu của các bạn, cho gia đình của các bạn, chứ đừng nói cho đất nước. Nên tôi trở về với tổ quốc là ý nguyên, đóng góp một phần cuối đời của tôi cho tiếng nói tích cực và xây dựng. Còn bảo rằng không có tiêu cực ở trong nước thì không đúng, vẫn có những tiêu cực nhưng mà tiêu cực đó nước nào cũng có chúng ta góp ý xây dựng chứ không phải là để đả phá. Còn kiểu của bên đó là chỉ muốn tranh giành cái tôi và đả phá thì không có tôi nữa. Chấm hết. Còn người mà lên tiếng mà ngồi trong đó mà nói đó hả? Thì bạn mới là người phải xấu hổ đi. Chính bạn biết rằng là bạn đến với tôi nhờ tôi giúp. Tôi giúp không công nhưng tôi là một người khách quan không muốn dính vào trong chuyện của hai người tức là vợ chồng đó tôi khuyên bạn biết bao nhiêu chuyện tôi không muốn nói nhưng mà bạn cứ lên trên đó bạn tấn công tôi đi tôi thấy tội nghiệp cho bạn chứ không phải cho tôi chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi và xin hẹn gặp quý vị trong chương trình sau